tôi lãnh tiền đó, hưu, tiền hưu thôi. Khỏe Bây quá. giờ một cái vé máy bay đó từ bên Pháp mà đi về Việt Nam đó, tôi mới hỏi hôm qua là 1.500, 1.500 euro là nó gần 40 triệu đó. Tôi lãnh một tháng là trên trên cái đó nghe. Tôi thì ở bên bên Tây có một mình à, vợ chết lâu rồi à, nếu mà có người nào mà lớn tuổi à, muốn kết hôn đó thì tôi cũng có thể về Việt Nam được. Lời đầu tiên, Ngọc Diệp và Sài Gòn Go xin chào quý vị, cô, chú, anh chị và các bạn thân mến. Dạ, con Ngọc Diệp và bạn Sài Gòn Go chào chú. Ok, chú chào Ngọc Diệp. Dạ, rồi chú chào quý vị khán giả. Ok, Rồi. tôi là Nguyễn Hữu Y. Dạ. Thường thường ở Việt Nam kêu bằng Pierre đó, tên Pháp mà, thấy không? À, chào tất cả mọi người Rồi. trên mạng. Bây giờ tôi lên trên mạng này tìm Khoan khoan chú ơi, giờ cô chú mấy đứa em ở Bến Lức, khoan sẵn mấy đứa em đó thì gia đình ở đó là quen quen với gia đình của chúng tôi đó, là từ 2000, nghĩa là đệ nhị thế chiến đi. Thấy không? Tôi còn nhớ năm nào hồi đó tôi có 7 tuổi ha, là gia đình đi lánh nạn ở Sài Gòn đó, thì đi về Bến Lức để lánh nạn nha. Bom mà đồng minh nó dội mấy Nhật Bổn đó. Bây giờ tôi muốn tìm một cái gia đình tên là ông già đó, tên là ba ai, ba là thứ ba, ai là ai đó. Cái gia đình đó ở đầu đầu chợ Bến Lức, mà cái em Thủy đó nó làm, mà nó có mấy cái máy vi tính cho mấy đứa nhỏ chơi đó. Thì bây giờ tôi muốn muốn tìm cái gia đình đó, cho tôi cái số điện thoại thì tôi liên lạc với gia đình Rồi, chú nó. có Gia thể đình nói đó rõ có hơn một một chút cái không? người chị tên là Hồng ở Mỹ. Dạ, chú cứ nói đi. Rồi thì đó, tất cả những cái gì mà tôi biết liên quan đến cái gia đình của ông ba ai, ông ba ai thì chết rồi, bây giờ còn mấy đứa con ở đó đó. Cái người con thứ hai đó là nó chết rồi, còn cái người thứ ba đó tên là Quá, bây giờ là cũng lớn tuổi lắm rồi ha, cũng 70 bảy mấy rồi đó. Là tôi muốn tìm cái gia đình đó. Bây giờ tôi mất cái điện thoại của con Thúy, cũng như là liên lạc với con Hồng ở bên Mỹ không được. Thì bây giờ tôi muốn liên lạc với con Thúy, thì nếu con Thúy có thấy ở trên mạng này anh là anh Gia nè, anh Gia ở bên Pháp muốn liên lạc với gia đình, nếu mà con Thủy thấy đó thì liên lạc với anh đi, bị bây giờ anh mất cái số điện thoại của em rồi, anh Rồi. không liên lạc được. Chú về còn biết đặc điểm nào thêm nữa Hả? không? Chú về còn biết đặc điểm nào thêm nữa không? Tập diễn nào? À, chú để nguyên cái máy đây, chú để nguyên cái máy vậy. Ý là chú À. còn có thể gợi ý thêm một cái gì đó nữa không, để cho các cô chú bên đây xem nó dễ hiểu hơn á. Ở chợ Bến Lức, Ok, gì đó. cái này dễ lắm. Nói tôi là anh Gia ở bên Pháp là tụi nó biết rồi. À, cũng mong là sau cái video này đăng lên thì những cái Gia đình đó thấy tôi là biết rồi. cũng hy vọng là sau khi đăng lên thì các Bị cô cách chú đây anh chị mà nghe được á thì cũng năm làm cái chương trình. năm 6 năm đó, tôi có nhờ em tôi ở bên Việt Nam đi tìm em tôi nó tới, mà 5 6 năm nay mà bây giờ em tôi nó già rồi, nó ở trong bệnh viện dưỡng lão đó, nó không có tới được.
Rồi chú nói lại một lần đi cho các cô với các chị đó nghe lại cho rõ, đây là đặc điểm là ở đầu chợ Bến Lức. Đầu chợ Bến Lức, con Thúy nó làm cái nghề có mấy cái máy vi tính nó cho mấy đứa nhỏ chơi. Rồi tôi đó tôi cũng có về Bến Lức nữa, cũng có gặp tụi nó, nhưng mà tôi không có, tôi mất cái số điện thoại của con Thúy rồi. Thành Rồi thử bây giờ tôi muốn tôi làm. hy vọng là sau cái video này thì cái cô đó sẽ xem được và sẽ điện lại chương trình, là chương trình sẽ liên lạc cho À, chú. bây giờ tôi thấy không, tôi thì ở bên bên Tây có một mình à, vợ chết lâu rồi à, nếu mà có người nào mà lớn tuổi à, muốn kết hôn đó thì tôi cũng có thể về Việt Nam được, mà người tôi chọn đó là phải kéo sạch sẽ nha, bị tôi là người người Pháp lai, tôi không phải tôi không có phải tôi là hưu trí, tôi lãnh tiền sống bên Pháp đàng hoàng, phải không, lãnh tiền hưu sống bên Pháp đàng hoàng, nghĩa là có nhà có cửa, sống có một mình bên Pháp thôi. Tôi có 7 đứa con, toàn là kỹ sư nha, Rồi. con tôi là từ kỹ sư không à, tôi cũng muốn muốn tìm một người nào, phải không, tôi cũng muốn tìm một người nào, nghĩa là người đó, bởi vì tôi có tiền mà, biết không, tôi cũng không có cần tiền của ai, tôi muốn làm bạn vậy thôi, biết Rồi không. chú về nè, giờ cái này quan trọng nè, chú về có cho phép cháu Ngọc Diệp và bạn Sài Gòn Go sử dụng hình ảnh cũng như là video này đăng lên mạng xã hội và không xóa được đó chú? Được rồi, không có sao, không ăn Tại thua vì gì. phải đăng lên á chú mới tìm được cái người kia. À đúng rồi, Rồi vậy tôi là chú cũng cho phép cháu đăng video lên mạng xã hội và không xóa được ha. được rồi, không không sao, Chú chịu trách đặt nhiệm ra lời mình nói trong video này luôn. đi biết không, tôi là tôi có tiền á, không phải chết đói bên Tây, nghĩa là tôi lãnh tiền đó, hưu tiền hưu thôi, nhưng mà tôi có thể đi khắp nơi trên thế giới được, nghĩa là cái tiền của tôi lãnh tiền hưu đó muốn đi đâu cũng được. Khỏe Bây giờ một cái vé máy bay đó từ bên Pháp mà đi về Việt Nam đó, tôi mới hỏi hôm qua là 1.500, 1.500 euro là nó gần 40 triệu đó, thấy không, đó là tôi nói sơ sơ, nhưng mà đối tôi lãnh một tháng là trên trên cái đó nghe, cũng đều ha. lương hưu quá, lương hưu của tôi đó, Rồi chú tôi còn gì nữa không? lương Chú hưu của cảm ơn tôi là khán giả hơn đây mà. 40 triệu. Giờ chú chào quý vị khán giả đi, chú cháu mình kết thúc ha. Cháu sẽ đăng cái video này lên để cho các cô đó thấy ha. Ok, được rồi. Thôi, chào tất cả nha. Chúc cho tất cả gặp nhiều may mắn, Rồi. hạnh phúc. Ha? Ok. Rồi trước khi kết thúc video, cháu cũng cảm ơn chú. Cháu cứ tìm dùm mấy đứa em ở bên Lức. Rồi, trước khi kết thúc video, cũng xin cầu chúc quý vị một ngày vui vẻ và niềm vui, sức khỏe dồi dào. Rồi, chào chú.